chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKA Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi chúng tôi vừa được thực hiện xong một ca headshot lông mày cho chị My đến từ Hà Nội. Dạ em chào chị My ạ. Vâng, chị My ơi, vậy lý do vì sao mà chị My lại lựa chọn DK để sửa cặp lông mày của mình ạ? Tôi có bạn em làm ở đây rồi. Em sẽ đưa dáng mày ở đây ạ. Dạ, thì theo như em vừa tìm hiểu thì chị My đã từng làm lông mày ở nơi khác rồi. Thì chị My có thể chia sẻ cái tình trạng lông mày cũ của chị được không ạ? Lông mày cũ của em thì dáng xấu. Với lại em muốn làm sao để được khác. Tức là cái lông mày cũ của mình là lông mày full. Và cái tình trạng mực của nó thì sao ạ? Chị có bị trổ màu không ạ? Cũng có một chút ạ. Bị trổ đỏ đúng không ạ? Vâng. Theo như em được biết thì chị My đã trải nghiệm dịch vụ laser lông mày. Thì trong cái quá trình laser thì chị My thấy thế nào ạ? Rất là nhẹ nhàng ạ. Dạ. Và đặc biệt là cái vùng da của mình không bị ảnh hưởng đúng không chị? Không bị tổn thương. Vâng. Em xin mời máy quay quan sát là nhá, và chị My vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ headshot tại DK rồi. Thế nhưng mọi người có thể thấy bây giờ mình sẽ phân tích qua cái tình trạng lông mày của chị My. Thì hai phần đầu lông mày của chị My bị hụt, ngoài ra thì phần đuôi cũng thế, phần đuôi cũng bị hụt này. Và hai phần đầu thì ngay lúc đầu thì hầu như là không có. Ngoài ra thì cái tình trạng lông mày của chị My rất là thưa, rất là ít lông mày. Tuy nhiên thì sau khi Maxon Minh Vương của chúng tôi thực hiện công nghệ mới nhất hiện nay đó là hair shop, thì với cái cách xếp sợi thông minh và tự nhiên thì bây giờ chị My thay vì một cặp lông mày phun tản bột nhìn dáng bị xấu này, dáng thô và bị trổ đỏ, thì bây giờ chị My đã có một cặp lông mày mới nhìn rất là tự nhiên rồi. Vậy thì không biết là chị My có cảm thấy ưng với các sản phẩm lông mày này của mình không ạ? Chị đã được ngắm nhìn lông mày của mình chưa? Rất hài lòng ạ. Vâng, chị có nhận xét gì sau khi sử dụng xong dịch vụ tại DK không ạ? Mọi người có chăm sóc chị chu đáo không chị? Rất là chu đáo, em rất hài lòng ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều, và rất mong là chị My sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè và người thân cùng đến để trải nghiệm dịch vụ tại DK để được xinh đẹp giống như chị nhá. Dạ vâng, và nếu như mà các khách hàng yêu quý cũng muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên và đẹp như thế này, và nhất là những cái chị em mà có những cái lông mày hỏng này, lông mày lỗi, hoặc là không có lông mày, hoặc là lông mày bị thiếu hụt, thì chắc chắn là cái công nghệ này sẽ là một cái công nghệ, một cái sự lựa chọn rất là thông minh để giúp cho chúng ta có thể có những cặp lông mày tự nhiên hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở livestream tiếp theo ạ.